già rồi rồi có chiếc khăn. Chiếc khăn gió ấm hả? Dạ. Hôm nay đối tượng bên đây sẽ là chiếc khăn cho anh. Ơi, lúc mà bị bệnh sản thần á, mẹ của con bé ở ngoài đó là kiểu đi nuôi rồi kiểu buồn quá gặp một cái đối tượng khác á. Cái đầu tâm sự xong cái kiểu là nghe lời bên kia hơn. Cái người nhà phát hiện được. Mời nhà trai. Rồi mời anh ngồi. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Ngô Thị Kim Nguyễn, năm nay 44 tuổi. Em hiện tại công tác và làm việc ở công ty Mai Linh. Em là nhân viên lái xe của Mai Linh. Em lái xe luôn hả? Dạ. Chị là Ngô Đặng Hồng Dân. Đó, chị em mình cùng họ Nguyễn hả? Họ Ngô ít lắm á. Nguyễn Bước á hả em? Dạ. Dạ, cho em gửi lời chào chị Hồng Dân và anh Quyền Linh và những người ngồi trong trường quay ngày hôm nay. Em đang sống ở thành phố hả? Dạ, em đang sống ở Mỹ Tho luôn chị. Mỹ Tho? Thành phố Mỹ Tho hả? Tiền Giang. Dạ. Tiền Giang là quê mình đó luôn hả? Dạ, quê cùng anh luôn á. Rồi, mời nhà trai. Dạ, chào ông Mai Quyền Linh với bà Mai Hồng Vân. Dạ, em chào. Dạ, chào bên nhà gái với bạn gái bên kia. Tên bên nhà trai là Nguyễn Văn Danh, 55 tuổi rồi. Anh là nhà ở đâu? Là nhà ở Vũng Tàu. Anh làm công việc gì? Thì buôn bán ở nhà, có tạp hóa, có gara, rửa xe với bảo trì xe, xe hơi á. Nhưng mà sau này khỏe rồi thì có đi vào bên bảo vệ Nam Trung Bắc làm bảo vệ. À, mình nói một chút xíu về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi em. Dạ, điểm mạnh của em thì được con cái là em quyết tâm làm chuyện gì thì em sẽ làm tới nơi tới chốn. Dạ, rồi em nấu ăn cũng được, cũng giỏi, dễ hòa đồng. Còn điểm yếu của em là nóng tính có, với em có cái cá tính hơi nam tính bộc trực tí xíu, thành ra nó hơi mạnh, dạ không? Cá tính mạnh phụ nữ, thành ra nó hơi cũng là cái em dở. Em lái xe lâu chưa? Em lái xe được tháng 3 này là 6 năm rồi chị. Ờ vậy hả? Dạ. Vậy trước đó là mình làm gì? Dạ, trước đó thì em ở nhà em nội trợ. Dạ, rồi sau đó cũng như là ở nhà mình có xe. Rồi cái mình lấy bằng lái, hồi xưa em lấy bằng lái nay mười mấy năm rồi. Dạ. Tức là khi... giờ em cứ đi lái xe đâu cũng chạy, có khách là chạy đúng không? Dạ, anh Quyền Linh mà nói em chở về quê Tiền Giang là em lên em rước liền. À, anh trai, tức là nhà anh có gara sửa xe nè này kia, rồi sao mình còn đi làm bảo vệ chi cho nó? Tại vì như này ở nhà thì làm thì thấy nó cũng buồn, làm bên cái này thì lại chủ yếu ban đêm là chính. Được đi đúng không? Được đi đây đi đó nè. Dạ. Rồi sắp xếp công việc gặp gỡ anh em này nó giao tiếp cho cái thần kinh nó thoáng ra chút. À, tại vì kinh tế là nhà cũng ổn định rồi ha. Ổn định tại gara mướn người làm. Rồi còn có rồi. Kinh doanh gì nữa không anh? Nhà có phòng trọ. Được nhiêu phòng anh? 15 phòng. Nói chung là đi làm bảo vệ cho vui thôi. Thư giãn ra tại vì bị sổ sửa quá nên. Sổ sửa hả? Anh là đường tình duyên anh sao anh? Đường tình duyên là như thế này, là có một cháu là bây giờ học lớp 10 rồi. Nhân rồi ly dị là cũng hơn 3 năm nữa rồi. Đó là bởi vì cái lúc mà bị bệnh sản thần á, mẹ của con bé ở ngoài đó là kiểu đi nuôi rồi kiểu buồn quá gặp một cái đối tượng khác á. Cái đầu tâm sự xong cái kiểu là nghe lời bên kia hơn. Cái người nhà phát hiện được, cái sau về cũng có nói khuyên bạn nhưng mà thấy không được thì thôi, với người ta cứ nghĩ đường dài chắc mình bị yếu hay là chắc mất sớm hay nọ, ta nghĩ vậy. Anh là tức là một đứa con gái thôi hả? Đứa con trai. Bây giờ nó vẫn ở với anh? Không, ở với mẹ nó. Rồi tại... phòng trọ này kia với lại tiệm cái đó xe còn này. Có bà già với có con em út ở nhà nữa. Rồi đó là sơ ý lý lịch thích ngang của nhà trai đó. Đường tình duyên vậy đó, còn nhà gái sao nè? Dạ, em thì ly hôn nay cũng khoảng 12-13 năm. Em được hai đứa con gái. Đứa lớn thì 24 tuổi, đứa nhỏ 21 tuổi. Chung quy là em gả hết rồi. Giờ mình ở với ai? Bây giờ thì em cũng ở chung với gia đình ba mẹ em. Vậy là hai người đang trống vắng. Em chào anh. Dạ chào. Sao phải quàng khăn vậy anh? Lạnh hả? Dạ không, thì cho nó đúng theo cái tuổi tác mà. Già rồi có chiếc khăn. Chiếc khăn gió ấm hả? Dạ. Hôm nay đối tượng bên đây sẽ là chiếc khăn cho anh. Trẻ nó đi để cho mẹ còn kiếm tương lai. Nhưng mà đây bây giờ đi để cho mẹ kiếm hậu vận thôi. Đó, chứ giờ ở nhà mẹ cũng một mình thì mình cũng đơn chiếc nữa. Người ta nói là đi người ta đi biển có đôi. Còn đây mình đi hỏi vợ là đơn côi một mình. Mẹ rất là thích đi, rồi hay coi chương trình Không Bỏ Một Cái Nào Hết. Nhưng mà bị bệnh tim á,
chờ nhà là toàn là cứ coi đi coi lại cái đó thôi, cứ mở tivi cho con. Dạ, bây giờ anh mong muốn cái người vợ của anh đi cùng anh đoạn thì đường. Bây giờ như thế này cũng lớn tuổi hết rồi, chứ không phải nằm trong cái tuổi mà để mà bồng bột hay là không suy nghĩ chín chắn gì mà buôn ba hay là còn núi này trong núi nọ. Còn bây giờ đây là nói thật ra là chỉ cần một người để hôm sớm chắc dừng nhau, nếu ví dụ như là đổi gió trở trời hoặc là cái bình hoàn gì đó nó đến nó để giúp đỡ nhau. Chứ còn mà nếu mà cứ thay đổi hay là này nọ thì cũng thì thôi thà sống vậy ha. Còn đây bây giờ ý muốn là tại vì kiếm một người để cho có, còn đi lại trong cái thời đang còn này để cho nó thư giãn cái bình nhau một chút này. Đâu có kén chọn để làm gì hoặc là đi đâu có chỉ ba nhau được rồi. Dạ đúng rồi. Chỉ biết rằng đã chấp nhận mình đã một lần rồi nha. Đó là một lần ngã là một lần bước dài. Bây giờ tập trung vào để cho cái quãng đời còn lại này, chứ còn không phải như tuổi trẻ mà đi đòi này đòi kia hoặc là hẹn hò cho dài thời gian ra. À, đúng rồi. Đó. Rồi, để em hỏi bên nhà gái nha, hỏi bạn nữ nha. Em thấy sao nè? Nãy giờ nghe cái tâm sự sẻ chia của ảnh, em thấy sao nè? Dạ, theo như lời ảnh tâm sự thì em cũng đồng tình và đồng quan điểm một phần nào đó. Dạ. Còn em chỉ nghe anh nói là hiện tại sống với mẹ thì em không ngại gì hết, nhưng mà em chỉ sợ sống trong gia đình ví dụ như có một vấn đề gì đó xảy ra quan trọng, anh bên kia sẽ ứng xử như thế nào. Ví dụ em với mẹ không quan trọng là người ai đúng ai sai, nhưng mà quan trọng anh ở chính giữa anh xử lý như thế nào. Rồi chút mình gặp anh hỏi anh luôn. Dạ. Ừ, em đi với ai vậy? Dạ em đi với có một chị đồng nghiệp cũng lái xe bên Mai Linh chung với em luôn. Chào MC Quyền Linh. Chào chị. Chào MC Hồng Vân. Chào chị. Mình là bạn đồng nghiệp với em Nguyễn. Em nó cũng được thôi chồng, nuôi hai đứa con. Bây giờ thì cũng gả hết rồi. Bây giờ nó không có trẻ lắm mà nó cũng chưa già lắm. Để cho em mình kiếm thêm một mối tình. Theo nhận xét bên đây thì thấy anh này cũng được. Mỗi người có một cái hoàn cảnh. À, thì cũng mong cho chuyện nó sẽ dài ra, nhiều khi già mình cũng còn ăn được cái đám cưới nữa. Xin cảm chương trình. Dạ, rồi cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Thôi bây giờ mình mở rào đi cho hai bên gặp mặt ha. Đúng rồi. Rồi anh trai với chị gái trò chuyện rồi mình quyết định nha. Mở rào. Ai bắt đầu mời anh. Từng có quà tặng. Dạ em cảm ơn anh, em cũng có món quà tại tặng. Vì đáng lý là có bông, nhưng mà vì mình cũng lớn rồi không có bông hoa gì nữa ha. Dạ. Mở quà cho nó thiết thực. Bây giờ em mở ra xem anh tặng em cái gì nè. Rồi để cho vợ đi. Cái này là dầu thơm. Đôi già mình thì có quàng cho cái khăn để cho nó hợp lệ với nhau ha. Bây giờ cứ tạm thời như vậy đi, với lại cho mượn những con tay cái đeo cái chiếc nhẫn kiểu cho vui, lúc về mỗi lần mà nhìn vào tay thì nhớ ra được rồi. Dạ, cảm ơn anh. Luôn vậy đó. Ngồi xuống nhanh đi. Gọn lẹ quá anh. Vẫn vừa không vậy? Dạ vừa. Dạ vừa anh luôn. Rồi hai người trò chuyện rồi, nhau bây đi. Bây giờ em theo cái ý nghĩ trước khi lên đây như thế nào thì em có quyền cứ nói trước. Em không biết là lần đầu tiên anh nhìn em thì cảm nhận của anh như thế nào về em thôi. Rất là cân đôi rồi. Dạ. À, cảm nhận thì bây giờ cái sự việc của em làm, công việc thì tính ra cái điểm thì quá cao rồi. Tại vì người phụ nữ mà cầm cái tay lái đó đâu phải đơn giản đâu. Quá tốt rồi. Quá khứ thì bây giờ mình bỏ đi, mình biết từ ngày hôm nay thì có thể sau này hai người mình tâm sự thì tiếp bước như thế nào đó thì có một lời để ràng buộc lại với nhau. Em chỉ có một cái vấn đề như vậy thôi. Tại vì em biết là anh đang sống với mẹ ở nhà. Cái điều đó là điều tốt chứ không phải là cái điều xấu. Nhưng cái quan trọng nhất, ví dụ như ở nhà có một cái chuyện mâu thuẫn nhỏ thôi, anh xử lý như thế nào? Bây giờ anh nói cho em nghe thế này này. Cái chuyện mà con cái trong nhà, cha mẹ nào cũng muốn cho con nên tốt đẹp hết, có đôi có bạn hết. Còn cái chuyện ở nhà em thắc mắc rồi ở với mẹ là xích mích này nọ, mẹ cái tuổi đó thì em đã biết rồi, không còn gì để mà khó khăn hay là làm dâu làm con gì nữa. Ví dụ vậy nè, trong cái việc mâu thuẫn
Tại vì cái này thì tất cả các nàng dâu đều trăn trở cái việc này hết. Thì là chẳng hạn như nè, có một việc gì đó mà xảy ra cái mâu thuẫn giữa mẹ với lại bạn này, không cần biết là ai đúng hay là ai sai, nhưng trong trường hợp xảy ra chuyện đó thì anh sẽ đứng về phía ai? Không để cho đôi bên là biết được như thế nào, nhưng mà giải quyết từng bên một là thể nói riêng, mà cho được lòng bên kia, được lòng đối phương, cả hai bên luôn. Tức là anh phải dĩ hòa vi quý cả đôi bên, đúng không? Chứ không thể nào. Nhưng mà bây giờ giờ xin kết lời là hồi này là lời nói đầu là không suy nghĩ đến chuyện đó nữa, bởi vì bà mẹ đã 77 tuổi rồi, không có gì để mâu thuẫn cả. Không có gì để mâu thuẫn. Bạn này chỉ cần biết quan điểm của anh thôi, chứ còn không có được đó. Tức là anh sẽ xử lý anh sẽ dĩ hòa vi quý cả hai bên, anh không đứng về bên nào cả. Anh sẽ mời chị qua bên nói chuyện với chị. Anh mời mẹ qua bên nói chuyện xong anh đứng giữa giống như mình nha. Mình xử lý nói chuyện mọi người xong rồi mình quay qua mẹ mình nói: con dâu xin lỗi mẹ rồi, nhưng mà nó ngại không dám nói. Xong quay qua nói: mẹ cũng ngại nói với em, nhưng mà mẹ cũng biết rồi. Đó thôi, nói chung là mình đứng ở giữa, mình đừng cho ai biết gì hết á. Xử lý nhẹ nhàng đúng không anh? Không có, em chỉ ngại nhất là sợ anh cái xử lý. Tự nhiên anh Quyền Linh nói thì em đồng tình. Chỉ có lùi tới anh nghĩ chuyện này dừng đây được rồi. Bởi vì là mình lớn, mình đủ giải quyết chuyện đó. Bây giờ vấn đề là hẹn hò với nhau nè. Anh ở Vũng Tàu đây ở đâu? Dạ em cùng quê anh đó. Tiền Giang đó. Hẹn hò sao đó? Thì bây giờ những ngày lễ Tết rồi này nọ thì gặp nhau nhiều hơn. Còn mà bình thường thì có thể một tháng hai ba lần đi tùy thế. Thì theo anh đi xe tại máy. Em còn công việc nữa. Anh còn đi phượt là có xe máy, có xe bốn bánh này rồi. Bốn bánh được anh lái được không? Dạ được. Ui sao khỏe rồi. Hồi xưa còn trẻ đi Đà Lạt là sáng đi tối về luôn á. Làm giờ anh ơi, bây giờ anh không có già đâu. Dạ. Tự động anh cứ mặc định là anh già. Anh là còn làm bảo vệ nữa. Rồi á, nhìn anh như vậy ai nói anh già, tự nhiên quàng cái khăn chi vậy anh bỏ ra đi là anh khác liền. Rồi. Đó thấy chưa, khác liền đó mọi người, anh thấy rõ ràng. Chắc anh lớn hơn. Anh lớn hơn em một tuổi. Ơ giờ chứ em giận không? Anh đừng bao giờ nhận là mình già, chứ em không bao giờ em nhận em già, em còn rất là. Đừng nói tôi già. Minh mẫn già đâu. Trẻ cũng lên. Trẻ hơn 10 tuổi đó anh. Em 44 đúng không? Đó. Trẻ hơn anh 11 tuổi đó. Đừng có bây giờ nè, thôi bỏ qua chuyện đó, bây giờ mình tiến tới anh nắm tay cô gái chút cho cảm nhận thế nào về tình yêu á. Đây bây giờ em gái đứng dậy đi. Em gái có thể bắt nắm hai tay chứ không phải bắt tay. Thôi em gái hát bài tặng đi. Dạ. Vậy thôi nhu cầu của anh Quyền Linh, chứ thật sự em hát thì không phải sở trường mà này đổn trường anh ơi, em ca dở lắm. Đấy nó. Vậy em hát bản Nhỏ ơi đi. Dạ. Đúng rồi, bài đó hay á. Dạ. Hát một câu thôi nha. Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng vàng mênh mông, thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bao nhỏ chưa yêu, ừ thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi. Dạ. Anh trai phải học bài này nha, anh trai phải học bài này để nó để hát cho bạn gái nha. Tại vì lớn tuổi rồi phải cũng không nữa lớn nữa mà phải tự tin lên ha, còn trẻ chưa có già đâu. Rồi ok, anh trai ngồi ghế đi anh trai. Ngồi đây. Ngồi đây đi em. Đó. Hai người đủ để đưa ra quyết định cho riêng mình nha. Dạ. Hai bạn mà có cơ hội mà để mà làm quen nhau á, thì là em phải làm sao mà cho ảnh bỏ cái suy nghĩ là lúc nào anh cũng nghĩ là ảnh là lớn tuổi rồi, ảnh già rồi. Bỏ ngay cái suy nghĩ đó của ảnh. Về kiếm bài hát của nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu á, hát nha. Đừng nói tôi già, tôi có già đâu, dù tóc hai màu mặt mày vẫn cười tươi. À đấy, cho nó tự tin anh ha, yeah. Có nhiều năng lượng cuộc sống hơn anh nha. Yeah. Rồi, để tay nút bấm đi anh chị. Anh thích là anh bấm luôn. À, đơn giản là bây giờ mình cảm nhận được đây có thể là một người bạn có thể cùng tìm hiểu để chúng ta tiến xa hơn, ta bấm ha. Rồi, anh chị đủ để có thể quyết định trái tim của mình nha. Bây giờ mình đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Hay quá. Trời ơi, chị nghe cái tiếng cặc của em chị mừng ghê luôn á. Nói thiệt luôn. Ừ. Chính thức anh chị đã hẹn hò với nhau. Thôi mình điện thoại, mình lái xe xuống Mỹ Tho mình chơi. Thành phố mình lái dữ luôn nữa. Không phải lái trước chứ. Thì đó, lái qua lái lại. Bây giờ xin phép nói đôi lời cho gia đình, cho bà mẹ nhà. Bây giờ bên gia đình, bên nhà gái biết là thôi bây giờ thì mình cố gắng sắp xếp cho nó đi đến sự việc để
gặp lại hai ông Mai và Mũi cho vui. Tại vì đưa thiệp mời là vui rồi. Đúng rồi, đó. Có thiệp mời vui rồi. Cảm ơn anh, chương trình. Dạ không, anh trình. Còn phải làm một thủ tục nữa là anh phải hôn vào má của cô ấy. Mẹ. Anh phải chứng tỏ bản lĩnh. Xin phép cô bạn này, rồi xin phép ở nhà gia đình. Với lại xin phép bạn Hiền đây thì kỷ niệm tình đầu tiên. Ông này có duyên lắm nè. Khi xác định là chấm dứt mà đã hết tất cả rồi á, thì mình sẽ là thay đổi hết và quên hết để mà hướng tới người mới tương lai thôi, chứ không còn về, không tính về quá khứ nữa. Tại vì đã sẵn sàng để tìm được đối phương thì để mà tìm kiếm rồi, để cùng đi nhau, cùng với nhau đi tiếp chặng đường rồi, nên không còn về vấn vương về các mối tình trước nữa. Dạ, em cũng hy vọng là như vậy. Thật sự thì một câu cuối đó là, thật sự để mà nói trong một buổi gặp gỡ mà mình bắt đầu liền một cái mối quan hệ yêu đương thì chắc chắn là nó cũng sẽ rất là khó. Cho nên là nếu mà anh chị khi mà nhìn gặp nhau mà mình cảm thấy là mình phù hợp, để có thể bước đầu mình có thể là một người bạn cũng được, thì sau này mình có thể phát triển hơn. Mình cần một mối quan hệ là bạn cũng được hơn là việc mình không có một quan hệ. Cho nên nếu mà thật sự anh chị mình thấy mình có cái sự cảm tình với nhau thì cũng có thể cho nhau một cơ hội. Thật ra chị thấy đây là người đàn ông tử tế đó. Họ rất là tử tế và rất là... Thôi bỏ qua đi. Thôi, quay về lo nhà gái đi. Để là nhà trai tôi lau khô giọt nước mắt. Như tính nói lau gì nước quên mắt rồi. Lau mũi đi em. Chuẩn bị đến mối quan hệ mới. À. Chút mới nhớ tôi nói lại. Em đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đến với đây là có chú ruột của em và đồng nghiệp của em. Rồi, mời chú ruột. Chú cho ý kiến đi chú. Dạ, chú xin chào Quyền Linh, xin chào dạ. Chị Ngọc Lan và quý vị khách quý ở trường quay và cũng như khách có ở xem đài. Thì tôi là chú của cháu Quốc Huy. Hôm nay chú đến đây thì rất là vui là được để cho hai cháu có một cơ hội tìm hiểu. Thì mong chú cũng mong sao là trong thời gian ngắn thì chắc có lẽ chưa hiểu nhau được, thì cố gắng hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu và đến tới hôn nhân. Còn phía gia đình thì lúc nào cũng ủng hộ cho hai cháu để tìm hiểu nhau, để cho thành đôi thành bạc, ai cũng lớn tuổi cả rồi. Vậy thôi. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, 2, 3 mở rào. Bản lĩnh lên nào Huy. Huệ nhá, cô bên kia tên Huệ. Bắt đầu đi Huy. Chào em. Dạ. Dạ em chào anh. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cũng muốn quà tặng ạ. Bây giờ á, nãy giờ mình buồn, hơi buồn chút xíu, bây giờ mình hát gì đi Huy. Đứng lên hát tặng bạn gái gì cho nó vui vui cái nào. Thật sự thì em làm cũng bắt đoàn là về phong trào thì thật sự em rất là ok về giao tiếp, nhưng mà về hát thì rất là khó nghe, nhưng mà em cũng sẽ cố gắng một khúc. Rồi. Tại vì đi em mà đi giao lưu, lúc trước em đi giao lưu á là thường là khi nào cũng đem theo cây ca sĩ đi theo hết. Nên cũng xin hát một khúc thôi. Rồi đứng lên hát cho Vinh bạn gái hát kìa. Xin hát bài muốn em làm. Muốn em làm má có các con anh sáu này. Đáp lại thôi, em được khúc này em được rồi. Bị ấy quá rồi nên em không hát được. Gì vậy? Rồi mình hát lại nè. 2, 3 Muốn em làm má của con anh sáu này. Muốn em làm con của cha mẹ, ba mẹ, ba má, tí má anh lâu dài. Em giờ hơi hồi hộp nên em không hát được. Tức ghê. Trời ơi, đang ngon lành thiệt tình luôn. Nào Huệ hát đi Huệ. Nhưng nó hơi bất ngờ nên em cũng không biết là em phải hát gì nữa. Thôi thì anh ở Huế đúng không anh? Đúng rồi. Thì em cũng là người miền Trung. Em sẽ hát một bài về miền Trung. Miền Trung đất bội phù sa, người miền Trung gian khó nhiều đời qua. Từ khi anh xa quê nhà là từ đó em nhớ mong người xưa. Em quên lời mất. Em không quên lời. Thôi, hát chỉ làm vơi đi những cái giọt nước mắt thôi. Bây giờ bắt đầu chúng ta vào câu chuyện đi. Đó, Quy cảm nhận người đối diện của mình, nãy giờ mình trò chuyện mình chưa thấy mặt, bây giờ thấy mặt làm sao nè? Thì thấy Huệ là cũng, nói chung thì
giống như gu em là cũng hơi thích mụn mịn tí thì cũng hôm nay cũng được thì cũng là ấy, để thấy bạn cũng rất là dễ thương và cũng gọi chung là cũng tự tin. Còn Huệ thấy Quy sao? Dạ, ấn tượng đầu tiên khi em gặp anh là em bạn nói một em cảm thấy anh rất là hiền. Dạ, em thấy thì anh cười đẹp mà nên là em nghĩ là anh cứ cười đi. Tất cả mọi thứ thì nó đều có lý do của nó và có lý lẽ riêng nên là còn đoạn đường dài thì mình cứ bước tiếp. Em cảm thấy anh là một người như chị Ngọc Lan nói là rất là người rất là tử tế, thì em cũng hy vọng là em và anh sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau để chứng minh lời chị Ngọc Lan nói là anh tử tế như thế nào. Dạ. Thì nói chung anh với em gặp nhau ở đây cũng là cái duyên rồi. Dạ. Thì thực sự mà muốn vun đắp được cái duyên đó thì cũng cho nhau cơ hội. Dạ. Để tìm hiểu. Dạ. Thì cũng để nếu mà hợp thì chúng ta cũng thể là về một nhà. Dạ. Đúng rồi. Rồi quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào? Trao đổi cho nhau nghe đi. Đối với em thì về hôn nhân á, là em chỉ cần người con gái là chung thủy. Dạ. Tôn trọng và thông cảm với người chồng của mình. Vì thực sự nghề của em á là nhiều khi là em về rất là có thể chưa tới 5 giờ chiều em đã có mặt ở nhà, nhưng mà nhiều khi 9, 10 giờ em mới về tới nhà. Vì công việc của em là tùy theo tiến độ của công trình nữa. Dạ. Chạy theo công trình, nếu mà gấp thì em cũng phải chạy theo. Nhưng mà nhiều khi em cũng về rất là sớm thì về thì nói chung nếu mà khi mà cưới thì vợ chồng là phải phụ nhau cái vấn đề đó là chính rồi. Dạ. Còn với tôn trọng nhau, với tôn trọng cả ba mẹ của cả hai bên. Dạ. Và cũng là đừng có nói bên nội bên ngoài, nhưng mà dạ, nếu thật sự giống như Huệ là đang ở Bình Định, dạ, Huy thì ở Huế thì thật dạ, sự là cũng miền Trung nhưng dạ, mà cũng về địa lý cũng hơi xa, nhưng mà có thể cố gắng á. Dạ. Nếu mà được thì chúng ta là giống như về thì cố gắng là về ăn Tết thì giống như ai cũng là mong con cái được về. Dạ. Thì có thể là năm nội năm ngoại nhưng mà cố gắng nói cố gắng thuận tiện để cho cả hai bên chứ không phải ấy. Dạ. Đó, thấy chưa, tôi nói cái anh này anh tử tế không, ít có ai mà nói được cái câu này lắm. Dạ. Thường là cứ muốn là Tết là phải về nhà chồng thôi, nên là con gái mà đi lấy chồng xa là coi như là không có được ăn Tết với cha mẹ. Dạ. Chị like em. Dạ, em cảm ơn chị Ngọc Lan. Rồi quan điểm bạn gái thế nào, nói cho bạn trai nghe đi. Dạ thì những gì mà anh đã nói đâu đó là em cũng có những cái giống anh. Dạ. Quan trọng là trong hôn nhân là sự tin tưởng, có tin tưởng thì mình sẽ đủ để làm tất cả mọi chuyện khác. Và mình phải tôn trọng nhau. Dạ. Và điều đó thì em cảm thấy và một điều nữa thì em cảm thấy là khi mà đã trong hôn nhân á, cái điều mà vừa cái điều mà chia sẻ với nhau, chia sẻ được với nhau, có buồn có vui thì mình phải nói, có giận có hờn thì mình cũng phải nói để giải quyết, chứ còn không nói thì sẽ không giải quyết được. Em hy vọng là cái người bạn của em sẽ nói được, và em là người cũng em cũng hy vọng là em cái người đó họ cũng biết lắng nghe, họ cũng biết chia sẻ cùng với em. Còn cái quan niệm mà như anh nói là Tết về nội về ngoại thì em cũng đồng quan điểm với anh, và em cũng cảm ơn anh đã có thể nói ra những lời như thế. Mình hẹn hò sao nè? Thì thật sự thì em ở cùng 12 và Huệ ở Tân Phú thì cũng là khá gần nhau. Dạ. Cũng là khá là điều kiện cũng khá tốt. Dạ. Tương lai hai người lấy nhau rồi tính chuyện con cái sao, kinh tế sao, rồi ở đâu thử dạ, coi Quy đưa ra ý cho Huệ nghe đi. Dạ, em thì nói với Huệ á về sống lập nghiệp thì gia đình cũng tạo điều kiện là ở đâu mà có cơ hội để phát triển được thì cứ ở, chứ không bắt buộc là phải là về Huế hay là ai đem, nhưng mà chỗ nào sống được thì cho con sống vậy thôi. Dạ. Và cũng là lập trường của mình là cùng muốn sống nơi chỗ nào mà phát triển được bản thân để có thể là sau này nữa còn gia đình cũng vậy rồi. Huệ tính sao, lập nghiệp ở đâu nè? Dạ, từ nói chung thì em thì là quê Bình Định, từ đó giờ em là em học ở Sài Gòn và em làm cũng ở Sài Gòn, nhưng mà em cũng không có suy nghĩ là mình phải ở đây.
Dạ, thì nơi nào tốt thì mình sẽ sống và mình phát triển và mình hướng vào tương lai á chị. Dạ. Hai bạn cũng cùng quan điểm quá ha. Hai đứa lại nắm tay nhau để nhìn mắt nhau rồi nói về quan điểm con cái này nghe đi. Đó. Quy tiến tới đi Quy. Nói luôn ai giữ tiền luôn. Ừ. Giữ tiền thì đương nhiên là gái phụ nữ giữ rồi. Thật sự là em cũng đang là tìm người quản lý được cái tài chính của em luôn. Nắm tay. Thì thật sự á thì tới đây thì chúng ta cũng nên mong em á cũng tạo điều kiện cho chúng cho nhau cơ hội để có thể là đến được với nhau thì càng tốt. Rồi nói dù con cái luôn đi, anh mong con cái mong sao bao đó. Bao nhiêu đứa con? Em thì con thì có sức mà nuôi không thôi, nó thành được hay không thôi chứ còn bao nhiêu em cũng muốn hết. Quệ sao nói, mình nói quan điểm mình đi. Dạ thì nói nhưng mà cái người mà đồng hành cùng em thì có thể nuôi được thì không sao ạ. Trời ơi sao mà dễ thương quá vậy hai bạn này. Dạ. Bây giờ hồi nãy mình hát không được. Giờ mình tự tin chưa? Mình hết run chưa? Thôi cái nó được chưa cũng chưa chị. Nói chung là ngồi đứng trước vòng Huệ có thể là về em hát riêng vòng Huệ sau. Chơi gì chơi riêng cũng cho ai nghe. Kệ lâu lâu trời. Có cái riêng đi chị. Chơi thì bây giờ nè. Nắm tay hai bạn nhìn nhau một chút xíu, cảm nhận về nhau rồi em cảm thấy như thế nào và em mong muốn điều gì, hứa hẹn như thế nào. Em hãy nói một lần nữa để chốt hạ lại để coi người ta có bấm nút đi về chung với em hay không. Thực sự thì anh cũng mong em thì nói chung á anh cũng làm thì cũng cố gắng không hứa trước nhưng mà sẽ cố gắng là cùng em về mọi mặt để vượt qua thôi. Dạ. Cho nhau cơ hội. Dạ. Cảm ơn anh. Rồi về ghế ngồi đến lúc chúng ta đưa ra quyết định của riêng mình. Dạ. Để tay vào nút bấm đi Huy với Huệ. Suy nghĩ cho kỹ, đây là quyết định của mình. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Chốt. Quệ có bấm không? Dạ có. Có bấm hả? Dạ. Mạnh vô. Trời ơi, bấm nhẹ quá. Tôi thấy Quệ bấm hoài mà sao nó không vô? Không. Tôi hết hồn. Chắc chắn là bấm. Quệ bấm mấy lần luôn rồi. Rồi cái đèn nó sao đâu á. Thật ra cặp đôi này đã bấm là đúng rồi đó. Rất hợp với nhau, đúng gu luôn hả Quy hả? Dạ. Chính thức bạn hẹn hò với nhau rồi, nắm tay nhau đi. Dạ. Đó. Hung cái hung đầu tiên. Nhẹ nhàng. Nè. Dạ. Đỡ cái má lên hung nhẹ nhàng vô. Giật cái... lại gì đấy, tao né. Đúng rồi. Để cái má lên lại nào. Dạ. Đó. Dạ. Dạ dạ dạ. Mà rung phải không? Đã không Quy? Đã. Đã hả? Em thấy đã không? À. em đun quá không biết. À lần đầu tiên. Cái hùng đầu tiên. À chưa có yêu luôn. Dạ. Không được vậy phải hùng lại. Dạ dạ được rồi. Hùng không có sơ xài vậy hùng má bên kia luôn. Nào làm lại cái má bên dạ. kia cho đủ rồi nè. Đừng có dạ dạ. Đầu tiên của ta đó. Đứng im đi. Nhẹ nhàng thôi. Dạ. Trời ơi nhắm mắt như vậy. Em đứng bên đây nữa. Đấy, đúng rồi. Nhẹ nhàng. Dạ. Làm gì thì gồng dữ vậy Huệ? Người ta sợ. Ta chưa có yêu lần nào. Mặt Huệ. Thôi về tập nha. Nắm tay tiếp tục. Yêu nhau thì những cái đó nó là những cái chất xúc tác. Để cho các bạn tăng cái tình cảm với nhau. Và lúc nãy cái mà chị Lan nói gian dở, bạn này rất là tử tế đó là mình kể, à, mình có nên kể không ta? Mình trễ rồi thôi mình không kể nữa. Thật ra cặp đôi các bạn rất là dễ thương ha. Hãy cố gắng chăm sóc cái mối tình này để nó được lớn lên, để nó được thăng hoa, để đến lúc nào đó các bạn sẽ thông báo tin vui cho chúng tôi là các bạn đã về chung một nhà. Chúc các bạn thật là nhiều điều may mắn. Quy giờ còn rung nè, rung quá chỗ đất luôn vậy đó. Nói vậy thôi chứ anh này cũng yếu đuối lắm á. Huệ cố gắng làm chủ tình hình nha Huệ. Mà anh này là người nói được làm được nha. Đúng rồi. Anh này là trời ơi ta đó. Bộ đội mà hay lắm đó.